Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo mình làm đề tài các chính sách của Giáo hội La Mã đã và đang được thi hành ở Việt Nam. Trong cuốn Việt Nam năm 1945, năm 1975, giáo sư Lê Xuân Khoa viết: tính từ tháng 9 năm 1862 là ngày bản thỏa ước đầu tiên được ký kết cho đến 9 tháng 3 năm 1945 là ngày Pháp bị nhập đuổi khỏi Đông Dương. Tổng cộng thời gian Việt Nam bị Pháp đô hộ là 83 năm. Trong thời gian này, thực dân Pháp đã triệt để khai thác tài nguyên và sức lao động của dân chúng, thi hành chính sách ngu dân, bác bỏ những yêu cầu được đối xử công bằng và thẳng tay đàn áp những hành động chống đối hay nổi loạn. Có lẽ vì một lý do nào đó không tiện nói ra, cho nên giáo sư Lê Xuân Khoa mới không đề cập đến vai trò của Giáo hội La Mã, một thế lực đã có chủ trương muốn chiếm đoạt Việt Nam làm thuộc địa, rồi mới vận động Pháp liên minh với Giáo hội xuất quân tấn chiếm nước ta để cùng cướp đoạt tài nguyên, cùng thống trị, cùng chia nhau lợi nhuận và cùng nô lệ hóa dân ta trong thời gian này. Vấn đề này đã được trình bày khá đầy đủ trong mục mà thứ 7 phần thứ 3 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo La Mã. Cho nên xin miễn bàn ở đây. Nhưng dù sao đi nữa, giáo sư Lê Xuân Khoa cũng đã xác nhận rằng chính quyền liên minh này đã thi hành các chính sách cũng gọi là độc kế. Một, cướp đoạt tài nguyên của đất nước và bóc lột nhân dân ta cả về vật lực, cưỡng bách phải đóng nhiều thứ thuế, trong đó có những thứ thuế giả mang như thuế thân, thuế muối, vân vân, lẫn nhân lực, sức lao động. Hai, đàn áp các phong trào chống đối của nhân dân ta và từ chối những yêu cầu của dân ta đòi được đối xử công bằng. Như vậy có nghĩa là dân ta bị kỳ thị, bị khinh rẻ và bị ngược đãi, cho nên mới phải là đòi chính quyền bảo hộ và chấm dứt chính sách kỳ thị này đối với dân ta. 3. Thi hành chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ. Thực ra từ ngàn xưa, đế quốc thực dân xâm lược nào cũng áp dụng các chính sách dùng bạo lực đàn áp dân dân bị trị để duy trì quyền lực. 2. Bóc lột mà nhân dân bằng chính sách thuế khóa và xu dịch để vơ quét cho đầy túi tham, để cho các dinh thự, đền đài hay nhà thờ và tất cả những gì mà chúng muốn có. 3. Thi hành chính sách ngu dân nhằm mục đích làm cho người dân không còn khả năng thông minh và kiến thức để nhìn ra những thủ đoạn thâm độc và than tàn trong chính sách cai trị của chúng, và cũng là để cho nhân dân không còn khả năng tìm mưu tính kế tổ chức chống lại chúng. 4. Chia để trị bằng cách xé nhỏ quốc gia bị trị ra làm thành nhiều mảnh nhỏ, biến những mảnh nhỏ này thành những tiểu quốc theo biên giới địa lý, sắc tộc, tôn giáo, rồi cùng bọn vong bản phản dân tộc, phản quốc làm tay sai để cai trị các tiểu quốc này. Đây là một thủ đoạn vô cùng thâm độc với dạ tâm để làm cho nhân dân bị trị tại thuộc địa rất khó đoàn kết để cùng nhau chiến đấu giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc họ. Về chính sách này, đế quốc Vatican tức Giáo hội La Mã còn thâm độc hơn và đi xa hơn nữa. Vatican không những triệt để thi hành các bốn chính sách như đã nêu lên ở trên, mà còn tiến hành thêm mấy độc kế dưới đây là một cực kỳ thâm độc, vô cùng tinh vi và hết sức dã man. 1. Hủy diệt lòng yêu nước trong lòng tín đồ. 2. Đánh phá và diệt tận gốc, tróc tận rễ tất cả các tôn giáo khác và các nền văn hóa khác. 3. Dùng vật chất hay chức vụ trong chính quyền để câu nhử hay dụ khí những phường tham lợi, háo danh hoặc thèm khát quyền lực, chạy theo bắt mồi rồi theo đạo. 4.
bằng nhiều thủ đoạn hãm hại hay chèn ép những người thuộc các tôn giáo khác nhất quyết không theo đạo Gia Tô. 5. Thay thế tình yêu lứa đôi trai gái và lòng yêu thương gia đình bằng tình yêu Thiên Chúa, để mập mờ tạo nên tình yêu đối với giáo hội La Mã, và cũng là tạo nên lòng tuyệt đối tin tưởng vào giáo hội La Mã và trung thành với tòa thánh Vatican. Như vậy, so với các đế quốc Trung Hoa, Nhật Bản, Pháp và Hoa Kỳ, thì đế quốc Vatican, giáo hội La Mã thâm độc nhất, dã man nhất, tham tàn nhất và quỷ quyệt nhất. Không những thế, Vatican còn bám chặt lấy Việt Nam như loại đĩa đói, dù cho các đế quốc thực dân xâm lược đã từng cấu kết với Vatican trong quá trình đánh chiếm và thống trị Việt Nam như Pháp và Mỹ ở cuốn gói đã cuốn gói ra đi và công nhận chủ quyền độc lập của dân tộc ta. Nhưng Vatican vẫn còn tiếp tục tìm cách đánh phá đất nước chúng ta, vẫn còn mưu đồ dùng nhóm thiểu số tín đồ bản địa lật đổ chính quyền của dân ta để thiết lập chế độ đạo Việt Gia Tô làm tay sai cho Vatican. Vì giới hạn của bài viết này, chúng tôi chỉ nói sơ qua về duy lị của độc kế ngu dân và duy lị của toàn bộ độc kế diệt để trị của giáo hội đã thi hành ở Việt Nam trong những năm 1885 đến năm 1945, và ở miền Nam trong những năm 1862 đến 1975. Các chính sách bóc lột nhân dân, độc kế hủy diệt tình yêu nước trong lòng tín đồ, và độc kế thay thế tình yêu trai gái và tình yêu gia đình bằng tình yêu Thiên Chúa sẽ được trình bày đầy đủ trong mục mà thứ tư phần 2 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Thứ năm, những đặc tính của độc kế ngu dân và những duy lụy của độc kế này. Thường thường cụm từ chính sách ngu dân được gom chung với cụm từ giáo dục nhồi sọ. Mục đích của chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ là làm cho đối tượng trở thành những người ngu xuẩn, không còn khả năng sử dụng lý trí để tìm hiểu sự thật. Muốn thực hiện được mục đích như vậy, những người chủ trương chính sách này phải tìm đủ mọi phương cách để làm cho đối tượng có thói quen lười suy nghĩ và chỉ biết nhắc lại như con vẹt những gì đã được cấy vào đầu óc họ trước đó. Chính sách này vừa phản tiến hóa, vừa dã man, vừa hết sức thâm độc, cho nên người viết gọi là độc kế. Thiết tường chỉ có từ kép độc kế nói đến mới nói lên được tính cách phản tiến hóa, dã man và thâm độc của nó. Định nghĩa theo Hán Việt từ điển của học giả Đào Duy Anh thì ngu dân có nghĩa là nhân dân dốt nát, làm cho trí thức của dân thành bế tắc. Và ngu dân chủ nghĩa là cái chủ nghĩa của cường quyền, làm cho dân thành ngu dốt, nhu nhược để thống trị cho dễ. Tạm dịch, người chủ trương ngu dân, người thống trị khai hóa là kẻ chống lại sự tiến bộ về trí thức và cách cải cách chính trị, một kẻ thù của chủ nghĩa duy lý. 2. Một kẻ thù của thời kỳ khai sáng trong thế kỷ 18. Chính sách hay chủ nghĩa ngu dân là những nguyên tắc hay việc thực hành của những người có chủ trương chống lại mọi sự tiến bộ về trí thức và chống lại mọi cải cách chính trị. Những đặc tính của độc kế ngu dân của giáo hội La Mã, nói chung độc kế ngu dân và giáo dục nhồi sọ của giáo hội La Mã đã có những đặc tính như sau. 1. Nhồi nhét vào đầu óc tín đồ hàng rừng những chuyện hoang đường mà giáo hội gọi là tín lý Kitô. Đây là những chuyện huyễn hoặc nhảm nhí về ông chúa bố Jehovah và chúa con Giêsu do bọn thầy cúng người Do Thái bị đặt ra, và những chuyện hoang đường nhảm nhí khác do chính giáo hội bị đặt ra từ khi hội nghị Nicaea khởi nhóm vào ngày 20 tháng 5 năm 325. Vấn đề này đã được trình bày khá đầy đủ ở trong hai chương 3 và 4 mục 2 phần 1 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã.
2. Nhồi nhét vào đầu óc tín đồ hàng rừng những giáo luật vô cùng chuyên chế, độc đoán, phản tiến hóa và không biết bao nhiêu tập tục, lễ nghi cực kỳ phong kiến, làm mất hết cả liêm sĩ và nhân phẩm con người. 3. Trong chương trình học ở bậc trung học, môn sử thế giới bị giáo hội coi như là một thứ cấm kỵ. Vì thế chỉ có một số bài tượng trưng đã được chọn lọc đưa vào chương trình và loại bỏ hết những bài học có liên hệ đến A. Những việc làm tội ác của giáo hội, B. Đời sống bê bối thối tha của các giáo hoàng và các vị chức sắc trong giáo triều Vatican, C. Những vụ các ông chức sắc cao cấp tranh chấp thanh toán và tàn sát lẫn nhau để tranh giành ngôi vị giáo hoàng và chiếm ưu thế quyền lực trong giáo triều Vatican. Những chuyện này thường xảy ra công khai trong thời Trung Cổ, từ đầu thế kỷ 17 cho đến ngày nay. Tình trạng này vẫn còn xảy ra nhưng được bưng bít rất kỹ. Cái chết đầy bí ẩn của giáo hoàng John Paul đệ nhất năm 1978 vào đêm khuya ngày 28 tháng 9 năm 1978 là bằng chứng rõ ràng nhất nói lên sự thật này. Giáo hoàng John Paul đệ nhất được bầu làm giáo hoàng vào tháng 8 năm 1978 lúc ngài 65 tuổi. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên lấy danh hiệu bằng hai tên Thánh John Paul. Ngài luôn luôn cười vui vẻ bên nên được giới ký giả quốc tế tặng danh hiệu là Đức Giáo Hoàng Di Lặc Công Giáo. Ngài bị đầu độc chết sau khi uống một ly cà phê vào lúc 11 giờ tối ngày 28 tháng 9 năm 1978. Người mưu sát ngài là Hồng Y Violet, quản nhiệm địa phận Lyon, Pháp, lúc đó làm quốc vụ khánh tòa thánh tương đương thủ tướng. D. Thuyết tiến hóa, các nhà bác học Charles Robert Darwin năm 1809 năm 1882. Thuyết này có liên hệ đến bầy người đầu tiên của loài người nằm trong thời cổ hay cổ thạch và đụng chạm đến tín lý Chúa Jehovah tạo nên con người theo hình ảnh của Chúa và cũng là đụng chạm đến tín lý tội tổ tông và tín lý Chúa Kitô Giêsu, tức là đụng chạm đến cái đạo cứu rỗi mà giáo hội thường cao rao để lừa bịp người đời. Nói cho rõ hơn là thuyết tiến hóa của nhà bác học Charles Robert Darwin đụng chạm trực tiếp đến cái cốt lõi của nghiệp vụ buôn thần bán thánh của tòa thánh Vatican. Như vậy là gần như toàn bộ lịch sử thế giới từ thời tối cổ, thượng cổ và trung cổ cho đến thời cận đại và hiện đại đều có đụng chạm đến tín lý Kitô. Và những việc làm tội ác của giáo hội cũng như đời sống bê bối thối tha của các giáo hoàng, các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican và các tu sĩ, đây là nguyên nhân chính giáo hội La Mã có chủ trương phải loại bỏ môn sử thế giới ra khỏi chương trình học. 4. Giới hạn và bóp méo sự thật hay xuyên tạc những sự kiện lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại. 5. Chỉ sử dụng phương pháp đọc thoại, bắt các học sinh học thuộc lòng những bài học đã được biên soạn sẵn, giống như các ông giáo sĩ Gia Tô giảng dạy tín lý Kitô cho tín đồ ở trong nhà thờ hay khi đi truyền đạo. 6. Không dùng phương pháp dạy học, đối thoại và thảo luận như ở các nước dân chủ tự do. 7. Không dạy cho học sinh ở bậc trung học biết cách viết điểm sách. 8. Không dạy cho học sinh trung học và sinh viên bậc cử nhân biết về phương cách viết một bài khảo luận. Người viết đã tiếp xúc và phỏng vấn một số khá nhiều bạn đã tốt nghiệp ở các trường đại học văn khoa, trường luật khoa Sài Gòn và quốc gia hành chính. Trong đó có vài người có bằng cao học văn khoa và cao học hành chính. Tất cả những người này đều nói rằng trong thời gian theo học ở bậc cử nhân cũng như ở bậc cao học, thạc sĩ không hề được giáo sư giảng dạy yêu cầu phải viết một bài thảo luận. Tình trạng này đã khiến cho những lớp người tiếp cận nền học vấn của họ ở miền Nam Việt Nam
trong những năm 1954, năm 1975. Dù đã có bằng cử nhân hay cao học cũng không biết gì về phương pháp viết một bài khảo luận hay viết sách sử theo phương cách khảo luận. Điển hình cho trường hợp này là chuyện ông trí thức Gia Tô, cựu luật sư Nguyễn Văn Chức. Vì không hiểu biết gì về phương pháp viết khảo luận hay viết sách theo phương pháp viết khảo luận, cho nên ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức mới viết ra những lời lẽ tự tố cáo tình trạng thấp kém về trình độ kiến thức phổ thông của ông ta như sau. Đúng hơn, nó cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi là một tạp chí có góp nhặt quan điểm của nhiều người khác và nhiều tác giả, 93 cuốn sách và 52 tạp chí được trích dẫn. Bản thân ông Đỗ Mậu chỉ xuất hiện đó đây như một loại dây leo còm cõi sống bám vào những chất liệu góp nhặt. 9. Không dạy học sinh trung học và sinh viên đại học hiểu rằng một tác phẩm lịch sử phải là một tác phẩm được biên soạn theo phương cách viết sử, nói có sách, mách có chứng. 10. Bưng bít lịch sử bằng cách không cung ứng tài liệu về môn khoa học xã hội liên quan đến lịch sử thế giới và lịch sử giáo hội La Mã. Mục đích của việc làm thiếu lương thiện này là không cho học sinh, sinh viên hiểu biết được những bước tiến của loài người từ thuở con người còn ở trong tình trạng bán khai trong thời Trung Cổ. Trong thời Cổ Thạch, cách đây khoảng 2 triệu năm qua. Thời Tân Thạch, cách đây khoảng 6.000 năm. Thời Đồ Đồng, cách đây khoảng 4.000 năm. Thời Trung Cổ, 476 đến 1500. Thời kỳ phong trào nhân dân Âu Châu đòi cải cách tôn giáo năm 1309 đến 1648. Thời đại lý trí năm 1500 đến 1789. Thời cận và hiện đại từ năm 1789 cho tới thời đại nguyên tử và tin học như ngày nay. 11. Không dạy cho học sinh, sinh viên biết sử dụng lý trí vào việc phân tích và lý luận để tìm hiểu sự việc. Lý do, giáo hội sợ rằng nếu học sinh hay tín đồ biết lý luận thì sẽ tìm hiểu những tín lý Kitô và những lời dạy của giáo hội, rồi sẽ nhìn ra những thủ đoạn bịp bợm phỉnh gạt người đời trong những tín lý Kitô cũng như trong những lời dạy của giáo hội, và cũng sẽ nhìn thấy rõ tính cách chuyên chế áp bức và bóc lột tín đồ trong các giáo luật của giáo hội. Hậu quả của hành động bất lương này đã làm những lớp người tiếp cận nền học vấn và ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. Và tín đồ Gia Tô người Việt không biết phân sự khác nhau giữa một bên là ý kiến, một bên là sự kiện. Vì thế, mỗi khi tranh luận về vấn đề có liên quan đến lịch sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại, những người này luôn luôn đưa ý kiến của họ hay của các đấng bề trên đã mớm cho họ và coi đó là sự kiện lịch sử. Chúng ta có thể nhận ra tình trạng này ở trong các cuốn Tổ quốc ăn năn của ông Gia Tô Nguyễn Gia Kiển, Xóm đạo của ông Gia Tô Nguyễn Ngọc Ngàn, Việt Nam chính sử của ông Gia Tô Nguyễn Văn Chức, những bí ẩn lịch sử đằng sau cuộc chiến Việt Nam và những bí ẩn đằng sau các cuộc thánh chiến tại Việt Nam của ông Gia Tô Lữ Giang, Việt Nam cuộc chiến tranh quốc gia cộng sản của các ông Dương Diên Nghị, Nguyễn Châu, Lương Văn Toàn, Lê Hữu Phú và Hoàng Đức Phương, Việt Nam tôn giáo chính trị, quan của linh mục mà Vũ Đình Hoạt, Trần Lục của các ông Gia Tô Nguyễn Gia Đệ, Lê Hữu Mục, Bằng Phong, Phạm Xuân Thu và Trần Trung Lương, Việt Nam 30 năm máu lửa của ông Gia Tô, Cao Thế Dung, vân vân. Ai cũng biết rằng dụng cụ làm bằng sắt nếu không được sử dụng trong nhiều ngày và không được bảo trì đúng mức sẽ bị rét rỉ, và nếu tình trạng này kéo dài trong nhiều năm thì tác dụng cụ đó sẽ hư hoại, không còn sử dụng được nữa. Trí óc người ta cũng tương tự như vậy. Nếu lâu ngày không vận động trí óc vào việc suy nghĩ, phân tích và lý luận
thì các tế bào lý trí trong não bộ sẽ bị eo ọt, còm cõi, hư hại. Những người ở vào tình trạng này sẽ trở nên lười suy nghĩ. Nếu cố gắng suy nghĩ thì họ sẽ bị nhức đầu rồi bỏ cuộc, và chỉ còn biết nghe theo và tuân hành những lệnh truyền của những người chỉ huy họ. Giống như một con chó được nhà bác học Pavlov sử dụng làm con vật thí nghiệm. Những người ở vào tình trạng này được gọi là những người bị điều khiển hóa. Nếu con chó bị điều khiển hóa bằng một phương pháp thí nghiệm của nhà bác học Pavlov thì những tín đồ Gia Tô cũng bị điều khiển hóa giống y như con chó Pavlov. Bằng một phương pháp riêng của giáo hội La Mã, các nhà sử học, các nhà giáo dục gọi phương pháp này của giáo hội là chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ. Cũng nên biết rằng bị điều khiển hóa có nghĩa là bị biến thành hạng người cực kỳ ngu xuẩn. Tất cả những lời dạy hay khuyên răn của giáo hội đều được thi hành theo sách lược tăng xâm giết người. Nhắc đến, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hàng ngày và hàng tuần, và sách lược cả phủ lấp miệng em ồ ạt bằng nhiều phương tiện truyền thông trong các giờ lễ ở nhà thờ, trong những giờ họp của tín đồ thuộc các đoàn thể mà giáo hội đã đoàn ngũ hóa như đã nói ở trên, báo chí, các kênh truyền thanh và truyền hình. Vì vậy mà tất cả tín lý Kitô và những lời dạy hay khuyên răn của giáo hội đã thấm nhập vào từng tế bào trong cơ thể của các tín đồ Gia Tô. Cũng vì thế mà họ luôn luôn tuyệt đối trung thành với Tòa Thánh Vatican và triệt để tuân hành những lệnh truyền của các đấng bề trên của họ. Hơn thế nữa, họ còn tăng bốc nền bờ và tôn vinh Tòa Thánh Vatican lên đến tận mây xanh, và không biết ngượng với lương tâm và vô liêm sĩ đến độ cho những linh mục nói rằng Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm. Vì đã thi hành được những tập kế trên đây, cho nên giáo hội đã thành công trong việc cấy vào đầu óc tín đồ những tín điều Kitô nhảm nhí, vô lý, và đặc biệt là những lời dạy nặng tính cách bịp bợm như niềm tin tôn giáo không cần đến lý trí, phúc cho ai không thấy mà tin, chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng xuống biển, phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh Vatican, phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng bề trên, vân vân. Phải giấu kín những chuyện tội lỗi dù có thật xảy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết. Cha linh mục là đại diện của Chúa, phải coi cha như Chúa. Những gì cha nói và hành động là nói và hành động theo ý Chúa, hay nói theo ý Chúa và hành động theo ý Chúa. Nếu các cha có làm gì sai trái thì đã có Chúa phán xét, là giáo dân ngoan đạo không được bàn tán và nói hành nói tội các cha. Bàn tán và nói hành nói tội hay nói xấu các cha, tức là bàn tán nói hành nói tội hay nói xấu Chúa, và sẽ Chúa trừng phạt đàn tay xuống hỏa ngục đời đời. Chỉ công nhận quyền lực của Tòa Thánh Vatican, chỉ công nhận các chính quyền liên minh với Tòa Thánh Vatican và các chính quyền bù nhìn làm tay sai cho Vatican hay các thế lực liên minh với Vatican. 12. Thâm độc hơn nữa, giáo hội La Mã và các chế độ Gia Tô đạo phiệt tay sai của giáo hội còn cấy vào đầu óc non dại của học sinh cái tư tưởng quái đản là khi viết sử hay viết về bất cứ một đề tài nào có liên hệ đến giáo hội La Mã hay các chính quyền đạo phiệt tay sai của giáo hội thì phải viết theo nguyên tắc tốt khoe ra, xấu xa đẩy lại. Sự kiện này được một văn nô Gia Tô tuyên bố công khai như sau: một sứ gia có lương tri hãy tôn trọng lời khuyên của các bậc tiền bối răn dạy con cháu, tốt đẹp khoe ra, xấu xa đẩy lại. Tôn trọng sự thật là một lẽ, mà cái sự thật đó viết ra bởi người ngoại bang đáng tin hay bởi người cùng chủng tộc đáng tin. Trên đây là đại lược 12 đặc tính của độc kế ngu dân và giáo dục nhồi sọ mà giáo hội La Mã đã thi hành ở các xóm đạo và các khu giáo khu trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ năm 1885 cho đến năm 1954, và riêng ở miền Nam Việt Nam từ năm 1862 cho đến khi chính quyền
miền Nam tan rã vào tháng 4 năm 1975. Độc kế ngu dân và giáo dục nhồi sọ này còn để lại khá nhiều di lị cho dân tộc Việt Nam ta. Người viết không biết rõ ngày nay những di lị này còn tồn tại ở Việt Nam hay không. Theo dõi những nếp sống sinh hoạt của người Việt hải ngoại, chúng ta thấy những di lị này còn thể hiện qua rõ ràng qua những suy tư, thái độ và hành động của họ. Và vụ việc bạo loạn ở tại Tòa Bạch Ốc ở Mỹ, chúng ta thấy những người cầm cờ vàng ba sọc là chúng ta biết rõ những bọn đó là bọn của Vatican. Còn dư âm lại đến ngày hôm nay, một mà thứ bảy, thủ đoạn làm cho học sinh không học môn sử và công dân, độc kế ngu dân được thi hành theo bước chân quyền lực của Tòa Thánh Vatican ở Việt Nam. Trước năm 1862, giáo hội thi hành độc kế này ở trong các xóm đạo. Từ năm 1862 đến năm 1885, việc thi hành độc kế này được mở rộng tới các trường đào tạo và trường công lập ở Nam Bộ, Nam Kỳ. Và từ năm 1885 đến năm 1945, được thi hành ở bất kỳ nơi nào có trường học trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong những năm kháng chiến năm 1945, năm 1954, độc kế này chỉ được thi hành trong các vùng, đặc biệt là trong các thành phố lớn. Do Liên quân Pháp Vatican chiếm đóng tại miền Nam Việt Nam trong những năm 1954, năm 1975, độc kế này được thi hành triệt để bằng những thủ đoạn cực kỳ tinh vi, đặc biệt chú trọng vào môn sử và công dân. Một, hạn chế thời lượng. Chính quyền chỉ dành cho môn sử địa và môn công dân mỗi môn có 1 giờ trên tổng số khoảng gần 30 giờ học trong một tuần. Trong khi đó ở Hoa Kỳ, thời lượng dành cho môn học này được gọi là social, ở cấp 2 chiếm tới 1/6, 1/6 trong số 30 giờ học mỗi tuần. Một sinh viên đòi hỏi phải theo học 6 giờ, học 6 môn học khác nhau trong một ngày, và môn social studying là một mà trong 6 môn học đòi hỏi này cũng phải chiếm 1 giờ trong một ngày và 5 ngày trong một tuần, giống như các môn học khác. 2. Quy định môn sử địa và công dân xuống thành môn học phụ với hệ số 1. Tại miền Nam Việt Nam trong những năm 1954, năm 1975, các môn toán, lý, hóa, khoa học, thực nghiệm, sinh ngữ và Việt văn được quy định là môn chính với hệ số từ 3 đến 5. Tình trạng này hoàn toàn khác hẳn chương trình học ở bậc trung học tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, ở các cấp 2 và cấp 3, tất cả các môn học đều được coi ngang hàng nhau. Cấp 2 đã được nói rõ hơn ở trên. Riêng ở cấp 3, trong tổng số 46 tín chỉ đòi hỏi để tốt nghiệp bậc trung học có 31 tín chỉ bắt buộc. Học sinh phải học và 15 tín chỉ gọi là elective để cho học sinh tùy ý chọn lựa. Trong số những tín chỉ bắt buộc có 6 tín chỉ về social, 2 sử Mỹ, 1 sử tiểu bang, 1 sử thế giới và 1 địa lý thế giới, nghĩa là được coi như một trong những môn chính vào thời lượng cũng bằng 1/5 trên tổng số thời lượng của các tín chỉ mà học sinh bị bắt buộc phải học. Toàn bộ lịch sử thế giới đã được đưa vào chương trình học cấp 2 tại cấp 3 bậc trung học đệ nhị cấp. Trong số 15 tín chỉ elective, học sinh có thể ghi danh học môn sử ở cấp cao hơn gọi là advanced placement. Lớp học này có thể là sử thế giới hay sử Mỹ ở một trình độ cao hơn, tương đương với năm thứ nhất và năm thứ nhì ở bậc cử nhân đại học. Ngoài việc dành thời lượng cho môn sử địa và công dân bằng 1/6 ở cấp 2, 1/5 ở cấp 3, tổng số thời lượng và coi hai môn học này là môn chính trong chương trình học ở bậc trung học. Tại bất cứ trường học trung học nào ở Hoa Kỳ
cũng đều một thư viện có những sách nhiều bách khoa từ điển, sách sử thế giới và sử Mỹ để cho giáo viên và học sinh đến tham khảo. Tại các trường học mà người viết đã từng dạy như Abraham Lincoln Stadium và Woodrow Wilson thuộc Tacoma Public School luôn luôn có ít nhất 5 bộ sách bách khoa từ điển khác nhau và có rất nhiều sách toàn bộ lịch sử thế giới. Trong khi đó, ở miền Nam Việt Nam, trong những năm 1954 đến năm 1975, tại các trường trung học nếu có thư viện cũng chỉ khó có một bộ sách bách khoa từ điển và chắc chắn không có sách toàn bộ lịch sử thế giới bằng tiếng Việt, cũng như bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Anh. Cũng nên biết là bộ sách lịch sử thế giới do học giả Nguyễn Hiến Lê và ông Thiên Giang biên soạn được phát hành vào niên học 1955-1956. Tác giả Nguyễn Hiến Lê bị một giáo dân mạt sát là đầu óc đầy rác rưởi chỉ vì có nhắc qua đến thuyết của Darwin về nguồn gốc loài người, bị một linh mục ở miền Trung yêu cầu Bộ Giáo dục cấm bán và tịch thu bộ sách đó. Vì trong cuốn sách cuốn 2 viết về thời Trung Cổ có nói đến sự bê bối của một vài giáo hoàng và bị mật vụ theo dõi ngay tại gia. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ tại sao ở miền Nam trong những năm 1954 đến năm 1975, sách sử nói về toàn bộ lịch sử thế giới vì bị coi là đồ quốc cấm, không cho lưu hành, và môn học này trở thành một thứ cấm kỵ, không cho vào trong chương trình trung học, nếu có thì chỉ là một số bài đã được kiểm duyệt rất kỹ. 3. Đặt ra các kỳ thi viết và thi vấn đáp. Ngoài việc chia các môn học ra làm các môn học chính và môn học phụ, với thời lượng của các môn học phụ chỉ có 1 giờ trên một tuần. Các môn học phụ, trong đó có môn sử địa và môn công dân, còn bị loại bỏ hoàn toàn trong các kỳ thi viết và chỉ phải qua kỳ khảo hạch miệng. Tình trạng này khiến cho các học sinh ban A khoa học thực nghiệm và ban B khoa học toán không học môn sử nữa, các em để dành thì giờ nghiền ngẫm những môn học chính, đặc biệt là ở miền Nam trong những năm 1954 đến năm 1975. Có tới khoảng 90% hay nhiều hơn học sinh theo học các ban A, ban B. Như vậy là gần như tất cả học sinh ở miền Nam trong những năm này kể như là không học môn sử. Ngoài ra, trong các lớp luyện thi trung học đệ nhất cấp cũng như tú tài 1 và tú tài 2 chỉ dạy các môn học chính, các môn học phụ, trong đó có môn lịch sử và công dân bị loại bỏ ra khỏi chương trình học. Một sự kiện quan trọng khác nữa là trong những năm 1954 đến năm 1975, tại các thành phố lớn chỉ có vào khoảng từ 20 đến 50% học sinh, tùy theo thành phố lớn hay nhỏ, được thâu nhận và các trường công lập vì chính quyền không mở thêm trường để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của học sinh. Tại thủ đô Sài Gòn có tới hơn 80% học sinh theo học các trường trung học tư thục vì các em không thể lọt qua các kỳ thi tuyển vào các trường công lập sau khi học xong bậc tiểu học hay sau khi đã hoàn tất các lớp bậc đệ nhất cấp. Không biết tình trạng này là do ngân sách thiếu hụt khiến cho chính quyền không thể mở thêm các trường học, hay là chính quyền cố tình làm như vậy với mục đích tạo cơ hội cho giáo hội mở các trường tư thục để kinh tài, vừa để nắm lấy cơ hội giáo dục thanh thiếu niên theo ý muốn của giáo hội. Cũng nên biết là sách sử ghi lại rõ ràng rằng giáo hoàng Pius thứ 9 năm 1846-1878 lên án các trường công lập nguyên văn. Và trong cuốn Tôn giáo và Dân tộc, giáo sư Lý Chánh Trung cũng viết: giáo hội cần có một nền giáo dục công giáo độc lập như một môi trường thiết yếu, không những để truyền bá giáo lý mà còn là để đào tạo thanh thiếu niên theo tinh thần công giáo.
Căn cứ vào tài liệu lịch sử trên đây, chúng ta có thể khẳng định rằng trong những năm 1954 đến năm 1975, với bàn tay đạo diễn của giáo hội La Mã ở hậu trường sân khấu chính trị, các chính quyền miền Nam có chủ tâm không mở thêm các trường trung học công lập để đáp ứng cho nhu cầu tăng trưởng của học sinh, với mục đích tạo cho giáo hội có cơ hội mở thêm các trường tư thục. Vừa để kinh tài, vừa để giáo dục thiếu niên theo ý muốn của giáo hội. Người viết được biết tại trại định cư Dốc, quận Kiệm Tân, tỉnh Long Khánh có khoảng 10.000 dân Bắc Kỳ, Gia Tô di cư, nằm dưới quyền quản nhiệm của linh mục Trần Đình Vận. Tại này có một vài trường tiểu học và một trường trung học. Giáo dân trong trại không được phép gửi con em theo học tại các trường công lập ở ngoài. Một địa điểm gần đó và nhà trường, nhà thờ xin hiểu là lệnh của cha Vận, nói rằng các trường công lập không dạy giáo lý, cha sợ đã nói như vậy thì giáo dân phải răm rắp tuân lệnh. Các em đã học xong bậc tiểu học chỉ có thể theo học bậc trung học tại Giấc Mơ của cha sở hay các trường đạo khác của các cha sở mà cha Vận biết chính đích xác. Nếu học sinh nào muốn theo học một trường trung học khác không phải là trường đạo thì sẽ không được cấp học bậc tiểu học hay các lớp học đã học ở bậc trung học tại trường học ở Giấc Mơ. Đây là trường hợp mà người cháu ruột, con người anh của người anh của người viết tại Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định, giáo hội làm chủ tới khoảng 70-80% các trường tư thục. Ai đã từng sống ở thủ đô Sài Gòn trong những năm 1954-1975 và có quan tâm đến việc học hành của các em học sinh trong thời đều biết rằng rất có nhiều trường tiểu học và trung học do giáo hội làm chủ. Đó là các trường Sa La Sa, Nguyễn Bá Tồng, Lê Bảo Tịnh, Thánh Thomas, nhà thờ Ba Chu, Đắc Lộ, Nguyễn Duy Khang, Thị Nghè, Trần Hưng Đạo, Bác Ái, San Paulo, Taber, v.v. Mục thứ 8, thủ đoạn loại bỏ và miễn dịch sai lạc những sự kiện kịch sử bất lợi cho Vatican. Trong môn sử thế giới và môn quốc sử trong thời cận và hiện đại, có rất nhiều sự kiện hoặc là đi ngược với những tín lý Kitô, như chuyện trái đất quay quanh mặt trời, thuyết tiến hóa của nhà bác học Darwin, hoặc là có liên hệ đến những việc làm tội ác của giáo hội chống lại nhân loại hay chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Cũng vì thế mà những sự kiện này đều bị giáo hội loại bỏ. Do đó, môn sử thế giới đã bị giáo hội kiểm soát gắt gao đến độ hầu như không còn một sách giáo khoa về môn học này lưu hành ở miền Nam Việt Nam. Trong những năm 1954-1975, như đã nói ở trên, bộ sách lịch sử thế giới do học giả Nguyễn Hiến Lê và ông Thiên Giang biên soạn được phát hành vào năm 1956 bị cấm, không cho lưu hành, rồi biến mất ngay trong niên học 1956-1957 cũng vì lý do này. Đồng thời, môn sử Việt Nam trong thời cận và hiện đại trong chương trình học có nhiều sự kiện bị cắt xén, tức là bị bưng bít, vì nhiều sự kiện khác hoặc là bị sửa lại hoặc là bị xuyên tạc bằng cách diễn dịch sai lệch với mục đích làm cho học sinh và độc giả không nhìn thấy vai trò của giáo hội hay của tín đồ Gia Tô trong những hành động cặp kè với đế quốc thực dân Pháp chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Vì thế, khi tiến hành biên soạn môn sử đưa vào trong chương trình học ở bậc trung học, giáo hội đã điều nghiên rất kỹ và ra lệnh một loại bỏ những sự kiện lịch sử bất lợi cho giáo hội ra khỏi chương trình học, và hai giữ nguyên một số sự kiện như phải diễn dịch sai lạc, xuyên tạc hay bóp méo với mục đích làm cho học sinh và độc giả không nhìn thấy vai trò của giáo hội hoặc các nhà truyền giáo
hay tín đồ Gia Tô ở trong đó. Mục lớn: một số những sự kiện bị loại bỏ hoặc bị cắt xén. Dưới đây là một số những sự kiện lịch sử bị cắt xén. 1. Việc Giáo hội La Mã chủ trương đánh chiếm Việt Nam rồi mới cho người đi vận động chính quyền Pháp liên minh với Giáo hội và xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa để cùng đồng thống trị, cùng nô lệ hóa dân ta, cùng cướp đoạt tài nguyên và cùng chia nhau lợi nhuận. Chủ trương này nằm trong chính sách chung của Giáo hội qua việc ban hành sắc chỉ Romanus vào ngày 8 tháng 1 năm 1454 trong thời Giáo hoàng Nicolas 1447-1455. 2. Việc Tòa thánh Vatican đã 3 lần gửi người đến kinh thành Paris uống lưỡi Tô Tần vận động chính quyền Pháp liên kết với Giáo hội xuất quân đánh chiếm Việt Nam làm thuộc địa như đã nói trong tiểu mục 1 ở trên. 3. Việc Giáo hội liên kết chặt chẽ với Pháp trong tiến trình đánh chiếm và thống trị Việt Nam từ năm 1858 cho đến mùa thu năm 1954. 4. Những sự kiện nói về sự kiện hiện diện của các nhà truyền giáo và tu sĩ Gia Tô trong đoàn quân viễn chinh Pháp với nhiệm vụ dẫn đường đưa lõi cho đoàn quân viễn chinh của Liên minh Pháp Vatican trong các chiến dịch tấn chiếm Việt Nam từ năm 1858 cho đến khi Hiệp ước Giáp Thân năm 1884 ra đời. 5. Vai trò các tín đồ Gia Tô được Giáo hội đưa đến chủng viện Tema ở Mã Lai để huấn luyện kỹ thuật chống phá Tổ quốc Việt Nam rồi đưa họ về Việt Nam để phục vụ cho Liên minh Pháp Vatican. Những người này được sử dụng làm các công việc thông ngôn, chỉ điểm, đưa đường dẫn lối cho Liên minh quân xâm lăng Pháp Vatican trong các chiến dịch tấn công các cứ điểm phòng thủ của quân dân ta, cũng như trong các chiến dịch tấn công và tiêu diệt các lực lượng nghĩa quân kháng chiến Việt Nam trong suốt thời kỳ từ năm 1858 cho đến năm 1945. Trong số những tên Gia Tô Việt Nam, Việt Giang có tên Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Đỗ Hữu Phương, vân vân. 6. Việc đoàn ngũ hóa tín đồ Gia Tô trong các xóm đạo và tổ chức họ thành những đạo quân thứ năm nằm tiềm phục tại địa phương chờ nhận lệnh của các đấng bề trên để nổi lên tiếp ứng khi liên quân xâm lăng Pháp Vatican tiến đến tấn công một vị trí nào đó ở các vùng gần bên. 7. Vai trò của linh mục Trần Lục dẫn 5.000 giáo dân phát diệm có võ trang đi tiếp viện cho đạo quân Pháp dưới quyền chỉ huy của trung tá Metzinger và đại úy Joffe trong chiến dịch tấn công và tiêu diệt lực lượng nghĩa quân kháng chiến tại chuyến lũy Ba Đình, Thanh Hóa dưới quyền chỉ huy của cụ Đình Công Tráng vào những năm 1886 và năm 1887. 8. Vai trò của tên Gia Tô Việt Giang Ngô Đình Khả, phụ thân của Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cảnh, Ngô Đình Luyện cùng với Nguyễn Thân trong chiến dịch tấn công và tiêu diệt căn cứ nghĩa quân kháng chiến của nhân dân ta dưới quyền chỉ huy của nhà ái quốc Phan Đình Phùng. Ngô Đình Khả và Nguyễn Thân là hai người chủ động trong việc đào mã cụ Phan, lấy hài cốt đem đốt thành tro, lấy tro trộn với thuốc súng rồi bắn xuống sông Lam Giang để trả thù cho những chiến dịch Bình Tây Sát Tả của nghĩa quân ta trước đó. Cái truyền thống đào mã kẻ thù đã chết để trả thù là của đạo Gia Tô đã có ở Âu Châu từ thời Trung Cổ. 9. Việc tên Gia Tô Việt Giang Ngô Đình Khả được Liên minh Pháp Vatican gài vào triều đình Huế để theo dõi thái độ và hành động của ông vua Gỗ Thành Thái rồi báo cáo với chính quyền bảo hộ. 10. Việc Vatican cấu kết với chính quyền Pháp Charles de Gaulle trong việc bổ nhậm cựu linh mục Thierry, vừa là người của Giáo hội La Mã vừa là người của Pháp, nắm giữ chức vụ cao ủy Đông Dương từ ngày 17 tháng 8 năm 1945 cho đến ngày 15 tháng
năm 1947. 11. Vai trò của Giáo hội La Mã và giáo dân Việt Nam đã liên tục chống lại Tổ quốc Việt Nam qua những hành động chiến đấu bên cạnh đoàn quân xâm lăng Pháp suốt thời kỳ kháng chiến năm 1945 năm 1954. 12. Sự chuyển hướng mục tiêu tranh đấu của các lực lượng nghĩa quân kháng chiến Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1945 trong việc đánh đuổi Liên minh Pháp Vatican để giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc. Trong sự chuyển hướng này có một nói về chủ trương của các phong trào cách mạng ái quốc từ cuối thập niên 1910, phải loại bỏ chế độ quân chủ dưới mọi hình thức, kể cả thể chế trung ương tập quyền lẫn thể chế quân chủ lập hiến. Nếu đưa mục này vào trong chương trình sử ở bậc trung học thì làm sao nhà cầm quyền miền Nam Việt Nam có thể giải thích được việc Liên minh Pháp Vatican chủ trương đưa ra giải pháp bảo đại để chống lại chính quyền kháng chiến dưới quyền lãnh đạo của mặt trận Việt Minh. 13. Cướp đoạt những miếng đất ngon lành nhất trong các thành phố trên toàn lãnh thổ để xây nhà thờ. 14. Cướp đoạt các chùa chiền và đền miếu của dân ta rồi phá đi lấy đất xây nhà thờ chùa. Lấy đất xây nhà thờ chúa. 15. Cướp đoạt ruộng đất canh tác bờ sôi ruộng mặt làm riêng của giáo hội tên La Mã gọi là của nhà chung. 16. Cướp đoạt những miếng ngon lành nhất trong các thành phố trong toàn quốc để xây cất các cơ sở như chủng viện, tu viện, trường học và các cơ sở kinh tài của giáo hội. 17. Những khoản ruộng đất kích xù do chính quyền Pháp cướp đoạt của dân ta để hiến cho nhà chung. Tất cả những khoản tài sản bất động sản do giáo hội đã ăn cướp được của dân ta trong thời kỳ năm 1862 năm 1945 nêu lên trên đây đều được trình bày khá rõ ràng và đầy đủ trong mục 10 phần 3 trong bộ sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. 18. Những khoản tiền kích xù mà chính quyền Pháp trích ra từ công quỹ nhà nước trợ cấp cho giáo hội để đền ơn cho công lao giáo hội đã giúp cho người Pháp đánh chiếm và củng cố quyền lực ở Đông Dương. 19. Những bài học về hội nghị Geneva và hiệp định Geneva năm 1954. 20. Những hành động của chính quyền Ngô Đình Diệm vi phạm điều khoản trong hiệp định Geneva năm 1954 quy định việc tổng tuyển cử tổng thống nhất đất nước vào tháng 7 năm 1956. Hai lớn. Một số những sự kiện không thể loại bỏ được nhưng bị diễn dịch lươn lẹo hay bị bóp méo. Ngoài những sự kiện lịch sử đã bị cắt xén như đã nói ở trên, còn có rất nhiều sự kiện khác bị diễn dịch sai lạc rồi mới được đưa vào chương trình học ở bậc trung học như đã nói ở trên. Mục đích của việc làm bất chính này là nhằm để làm cho học sinh không nhận ra có sự liên hệ khăng khít giữa những sự kiện đó với giáo hội hay tu sĩ hoặc tín đồ Gia Tô. Một trong những sự kiện này là chuyện Tòa Thánh Vatican cấu kết với đế quốc thực dân Pháp trong việc bơi ngược dòng lịch sử đưa ra giải pháp bảo đại để phục hồi cái vương quyền đã lỗi thời của nhà Nguyễn với dạ tâm sử dụng nó làm bức bình phong che đậy cho mưu đồ bất chính dùng người Việt đánh người Việt và dùng tín đồ Gia Tô để cai trị khối dân tộc thuộc tam giáo cổ truyền. Tiếp theo đó, bộ máy tuyên truyền của giáo hội lại khu chiên giống trống tô vẽ cho ông vua gỗ này và bọn Việt gian phản quốc bán nước cho Pháp và Vatican bằng những luận điệu bịp bợm với những cụm từ chính quyền quốc gia, chính nghĩa quốc gia, người Việt quốc gia, chiến đấu dưới lá cờ ba sọc đỏ. Dĩ nhiên là khi tô vẽ cho bọn phong kiến phản động và Việt gian phản quốc như trên, giáo hội La Mã hết sức lúng túng trong việc giải thích về những hành động cấu kết với liên minh xâm lược Pháp Vatican chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Tình trạng lúng túng này đưa đến nhiều lúng túng khác tiếp theo đó như những chiếc vòng khoan bóc nối với vòng khoan gốc. Việc đưa Bảo Đại lên cầm quyền
và móc nối với nhau trong một sợi dây chuyền mà khởi đầu là. Lúng túng không thể giải thích được việc tái lập vương quyền cho nhà Nguyễn bằng cái gọi là giải pháp bảo đại. Đây là một hành động bơi ngược dòng lịch sử, nghĩa là đi ngược với trào lưu tiến hóa của dân gian thế giới mà từ đầu thập niên 1910 các tổ chức ái quốc nêu cao trong việc tiêu mục tiêu đánh đuổi liên minh đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican là để: một, giành lại chủ quyền độc lập cho dân tộc; hai, đập tan cái ách quân chủ phong kiến bất công lỗi thời coi nhân dân như chó ngựa đã đè nặng lên đầu lên cổ dân tộc ta từ mấy ngàn năm qua bằng cách thiết lập chính quyền dân chủ, tự do dân chủ, vì dân và bởi dân; ba, thực hiện một cuộc cách mạng xã hội hóa, bỏ hết tất cả những bất công xã hội, thủ tiêu hết tất cả những tàn tích đế quốc thực dân và phong kiến còn rất lại; 4. Thực hiện một cuộc cách mạng ruộng đất để đem lại công bằng về kinh tế cho người dân ở nông thôn và mang lại phúc lợi cho toàn dân theo đà tiến hóa của nhân loại. Muốn đạt được mục đích này, tất nhiên là phải có một chương trình cách mạng ruộng đất với những biện pháp mạnh giống như chính quyền cách mạng Pháp năm 1789 và tất cả các chính quyền cách mạng chống lại giáo hội La Mã tại các nước khác đã làm như tại Anh vào thập niên 1530, tại Ý Đại Lợi vào năm 1870, vân vân. Đó là việc tịch thu ruộng đất của giáo hội La Mã và của bọn địa chủ đã dựa vào chính quyền liên minh xâm lược Pháp Vatican để ăn cướp tài nguyên và tài sản của dân ta trong thời gian năm 1862-1945. B. Lúng túng trong việc biện minh sao cho thuận lý về cái chính nghĩa khi chúng khoác cho chính quyền bù nhìn bảo đại cái danh xưng chính quyền quốc gia và cũng chính nghĩa quốc gia. C. Lúng túng khi phải gọi những tên Việt gia vốn đã có thành tích chống lại tổ quốc Việt Nam qua những hành động làm tay sai cho liên minh đế quốc thực dân xâm lược Pháp Vatican từ trước năm 1945 và trong thời kháng chiến 1945-1954 là những người Việt quốc gia chân chính. Ai cũng biết rằng gọi những tên Việt gia này là những người Việt quốc gia chân chính quả thật là không ổn, vì rằng: một, làm sao những tên quan lại làm tay sai cho chính quyền bảo hộ liên minh Pháp Vatican trong thời kỳ từ tháng 3 năm 1945 về trước tại lại có thể được gọi là những người quốc gia chân chính yêu nước; hai, làm sao có thể gọi những tên Việt gia như Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Tâm, Phan Văn Giáo, Trần Văn Hữu, Lê Văn Viễn, vân vân là những người quốc gia chân chính yêu nước, tranh đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc; ba, làm sao có thể gọi những người tên Việt gia bán nước cho liên minh Pháp Vatican đã nêu lên trong hai tiểu mục A và B trên là những người đã quyết tâm thân tranh đấu, liều thân tranh đấu cho chính quyền tối thượng của dân tộc. Chẳng lẽ những tên Việt gia khét tiếng làm tay sai đắc lực cho liên minh giặc Pháp Vatican như Trần Bá Lập, Nguyễn Hữu Độ, Ngô Đình Khả, Nguyễn Hữu Bài, Lê Hoang, Linh Mục Trần Lục, Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Hoàng Trọng Phu, Ngô Đình Khôi, Hoàng Gia Mô, Giám Mục Nguyễn Bá Tồng, Giám Mục Ngô Đình Thục, Cung Đình Vận, Vi Văn Định, Nguyễn Duy Hàn, Ngô Đình Diệm, vân vân lại có thể được gọi là những người quốc gia yêu nước hay sao? Nếu như vậy thì những tên Việt gian ác ô làm tay sai cho liên minh Pháp Vatican trong thời kháng chiến năm 1945 năm 1954 như Lê Văn Hoạch, Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Tâm, Cộp Cây Lại, Nhân Sĩ Bắc Hà đã từng mắng thằng thẳng vào mặt là chó tâm bồi tay, Băng Cấm Tư đại điểm quần thần, Trần Văn Hổ, Phan Văn Giáo, Lê Văn Viễn, Giám Mục Lê Hữu Từ, Giám Mục Phạm Ngọc Chi, Linh Mục Hoàng Quỳnh Phát Diệm, Linh Mục Nguyễn Gia Đệ Ninh Bình, Linh Mục Lương Huy Hân Nam Định, Linh Mục Nguyễn Kim Điền Phát Diệm, Linh Mục Mai Đức Tín Thái Bình,
Linh mục Nguyễn Quang Ân, Thái Bình. Linh mục Vũ Đức Luật, Thái Bình. Linh mục Mai Ngọc Khuê, Bùi Chu, vân vân. Và những sĩ quan người Việt trong đạo quân đánh thuê cho Liên quân Pháp Vatican trong thời kháng chiến năm 1945 năm 1954 cũng được gọi là những người Việt quốc gia yêu nước hay sao? Nếu như vậy thì những tên Việt gian bán nước cho Liên minh Mỹ Vatican trong những năm 1954 năm 1975 cũng có thể được gọi là những người Việt quốc gia chân chính hay sao? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Phần trình bày của mình đã kết thúc bài này. Xin hẹn clip sau.